Ở thế khu này khu thuộc đặt một sai sử dụng bàn tay hay dùng vi tư chỉ lúc nông tắc ấy. Chà thọt này không? Chà, nếu bây đây để khu dùng một sai sử dụng đặt nông tắc ta này khu mẹ rộng dân mạch tay. Nhìn là làm thật cả đá ứ, bạc đá dân cả đá ứ tại mặt đường. Chà, à, thằng này nhóm năng lượng dùng vi sao cũng có MP Protocam bằng chân cộng đài. Đài này khu nông nâng xong rẻ dân phá miền acid chloridric, đài nhóm dùng chân pi sử dụng liền một cuốn. Chẳng. Mùi tiết cực dùng phở các bác xe tên mùi tiết sẽ mẹp thua bảo tử cám hơi sử lập ở lùi mình nhốm. Hơi nè khăn nông cứ nhóm bàn cắt đòi cần trái tầm hồn bảo viết cứ 1 cm và đòi bảo viết cứ 5 cm. Hơi nâng sở ráng nâng tia 1 m. Chà. Hơi nè khăn nông bê bì sát cứ dương trâu bố sẽ toàn phép bằng tục sân trong đăng thảm tục bảo dương ở lớn nâng miên sẽ toàn phép bảo màn. Chà. Và tổ mà tiết nè khu dô tia 1 m bảo dương chỗ lụa trô nó không sẽ bố liên bộ cốt làm bấy đăng tích tâm thiệp bỏ về. Chà. Chà. Và tổng mặt tiết cứ dương do sở ráng đi wow, do acid chloride ra bao dương chùm nguồn đọc mì lít đã trô nóng kẹt bạch xá hói dương do sở lạc ở lùi nhôm đã trô. Và tổng mặt tiết cứ dương thử wow, sở tâm thiệp nó không sổ sống kẹt bạch xá này ta sở tâm thiệp với giang đôi đạch đài. Chà. Chà. Chân chập đang làm sao chà dô lên chân chân khu chập đang thứ. Chà. Chà, chân là bây nếch trong sân cách hơn thà sẽ tạo nạp hiệu khăn tục rồi bỏ dân cư miên xam sạch mùi ong xa. Chà. Chà, mà tọa mốc cư khi nhầm trai dọc tèo 1 m dọc bỏ acid. Acid bỏ dân nhầm khơi thà sẽ tạo nạp bỏ viết cư nơi xam sạch mùi ong xa đã đài. Chà, cư nơi xam sạch mùi ong xa đã đài. Chà, đôi sẽ tạo nạp bằng tục đài. Chân bằng cọt rồi. Dương vòl acid này cứ trong nguồn 10 ml. Rồi hãy chạy châu không này. Chà. Hãy bình tọp máu dương trái dơ sinh lạc lôi nhôm này. Tại lẽ châu không này này. Chà đúng. Chà. Cái dân tự để châu là hai dân chăm anh trai tại vua tại mà đó rồi mới tổ miền Phật Cam tại sao này cô đúng này cô anh vua tại mà đó có bàn của dân chọn đằng tha tất toàn thiệp bảo viết prai prul chàng chắc dân sân cây mưa tem mà mai mà đón tiết dân khơi than này tại sàn sập mùi ong sàn đã đại tề chàng chắc nhắm chặt đàng vua này cô sẽ cái khơi mạch đáy toàn thiệp bảo dưỡng chàng vì là sàn pi hơi. Chân dương là xuyên viêm mưa to là tiết này không? Chà. Hồi này không cái này cũng xung kết khơi như mạch đá. Chà này không cái dân khơi miền và bụt chả ấn. Này cũng xung kết khơi như mạch đá cho tè mẹt bao nhiêu? Làng tiết hai làng ban xám sập bùn ăn xá. Chúng ta kết nối bằng đó là chất xài sập ăn. Chà, chất xài sập ăn xa. Chúng ta phải khơi một bụng chất trong trong xếp bát cây mới tay vào dạng mạch đá. Ồ, làm cái đáy. Chà. Cái, chẳng khuyên các bạn. Khuyên cây phần này khẳng cáo mới cái đáy cái đáy. Lớn này khu xung kết theo mạch bao dưỡng dạng mạch đáy là ăn tiết rồi cô. Nơi đã đáy rồi cô chọc. Chà, bây nít trong sân cây khơi nó tèo mạch dưỡng lãng đo từ 40 ong xa hay lên khơi lãng to là tiệt hay. Chà. Ta lỡ. Ta lỡ khơi nó bị cho vinh tịch hay. Chà. Chà, mình này thay protocam bỏ dưỡng cư chọp hay. Mình protocam ở hay. Chà. Chà, này cô ai chất xe xe mấy ca tăng protocam rồi viên protocam acid chloridric nâng aluminium bàn ấy. Chà, bán. Chà. Chà,
ចាអ្នកគ្រូហេតុអ្វីបានជាពេលដែលយើងដាក់ស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងអាស៊ីតនឹងហើយវាមានបញ្ចេញកម្ដៅទៅវិញអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងបើសារប្រតិកម្មហ្នឹងជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅមានន័យថាប្រតិកម្មមួយជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅគឺនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មវាត្រូវការបញ្ចេញកម្ដៅទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងទៀតថាក្រៅពីស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិ
ហើយប្រតិកម្មផ្សេងក្រៅពីឡូមីញ៉ូមជាមួយនឹងស៊ីក្លូរីដ្រេតគឺយើងអាចធ្វើប្រតិកម្មរវាងដៃគោលហើយនឹងតុងដែងសុលផាតបានចាអញ្ចឹងយើងអាចចំនួនដោយដៃគោលនិងតុងដែងសុលផាតចាចាប្រើប្រតិកម្មមួយហ្នឹងក៏ជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្លៅដែរ